Nam Mô A à Di đà, à đà Phật. Xin mở trang 98. Hôm nay chúng ta nói chi tiết thêm về cái phần hướng dẫn khai thị trong ca hộ niệm dành cho những vị nào. Chắc chắn chư vị cũng biết rồi phải không? Dành cho ai rồi phải không? Hay quá. Câu A chư vị tăng ni biết hộ niệm trưởng và phó ban hộ niệm hoặc những thành viên đã được chỉ định trước đúng hay sai đúng. giỏi trả lời hẳn hàng như là hay là khen trong này có ba có ba cái thành phần một là chư tăng ni hai là trưởng phó ban hộ niệm ba là thành viên ban hộ niệm mình thấy rõ ràng thành viên ban hộ niệm cũng được hướng dẫn khai thị chứ không phải là không có nhưng mà chúng ta chú ý một cái điểm như thế này Chư vị tăng ni thì khi mà các vị đóng vai tăng ni là chúng ta phải kính trọng Nhưng mà khi hộ niệm trong một ca hộ niệm là phải là những vị tăng ni đã biết hộ niệm Xin cho vị nhớ cho kỹ nếu một vị tăng ni mà hồi giờ chưa biết hộ niệm mà mình mời các vị đó đám trách hướng dẫn cái tỷ thì nhiều khi có thể hướng dẫn lệch vì nên nhớ là trong cái pháp Phật của chúng ta rất nhiều pháp môn tu học. Ví dụ như mình đang hướng dẫn một vị này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà mời một vị thiền sư tới khai thị thì các ngài sẽ đem cái tông chỉ thiền ra mà khai thị trong này thì kẹt vô cùng. Không đúng. Hoặc là một vị thương sư bên mật tông mà mình mời các ngài tới khai thị trong một buổi hồ niệm thì nhất định có thật, tại vì tâm chỉ mặt tông người ta có cái đường đi riêng của họ có cái cách tu riêng của họ chúng ta đang nói đây là niệm phật vãng sanh tây phương cực lạc thì những vị mà khai thị này bắt buộc phải biết rành về pháp môn tịnh độ niệm phật vãng sanh thì các ngài mới có thể dẫn thẳng ra một đường còn mà chúng ta xử thì cũng kẹt cho nên chư vị tăng ni biết hộ niệm mới có thể hướng dẫn khai thị đúng mức chính xác trong một ca hộ niệm để vạn thành tài phương cực lạc trưởng phó ban hộ niệm những người mà đảm trách trưởng phó ban hộ niệm luôn luôn phải nghiên cứu những cách khai thị hướng dẫn chỉ điểm bệnh nhân chắc chắn nếu mà không có nghiên cứu kỹ về cái vận hành này thì không cách nào có thể làm trưởng phó ban hồ niệm được. Tại vì tất cả những sự hướng dẫn đều đủ dồn dành cho các vị đó. Đây là điều chắc chắn. Cho nên khi mà làm trưởng ban phó ban hồ niệm rồi thì luôn luôn phải nghiên cứu. Không những nghiên cứu mà còn phải phỏng vấn gia đình, hỏi gia đình. Biết được là những vị đang nằm đó những người bệnh đó Đang kẹt cái gì Còn cái gì Làm cái gì Chắc chắn phải chuẩn bị trước Không chuẩn bị trước Thì không thể khai thị được Và cũng nhắc nhở Chữ khai thị này chẳng qua Là mình tạm dùng Chứ còn sự hướng dẫn là chính Khai thị này chính là hướng dẫn Chứ không phải là khai thị là Khai mở kỳ kiến Phật Chỉ cho cái kỳ kiến Phật Để mà họ ngộ nhập Kỳ kiến Phật Những cái đạo lý cao siêu hoàn toàn Không có thích hợp trong sự hướng dẫn khai thị. Cho nên có nhiều người cũng vì khai thị này mà hiếu sai lầm. Nói là đi hộ niệm không có khai thị. Thực ra, khai thị chính là hướng dẫn, dẫn dắt, gỡ rối cho người bệnh. Mỗi người có một cái rối riêng, mỗi người còn một cái chỉ điểm riêng để cho họ vững tâm mà đi phản sanh. Hoặc những thành viên đã được chỉ định trước, chứ vị nghe cho kỹ từng điểm một những thành viên chưa có chỉ định trước nghĩa là chưa có được sự nhắn nhủ của trưởng bàn phó bàn hồ niệm mà tự ý khai thị là sai gọi là sai trái trong phương pháp hồ niệm mong chị vị nhớ cho kỹ đáng tiếc là không biết là những lời nói này có được thông báo cho khắp mọi người hay không chứ thường thường thí dụ như một người mà tự động khai thị trong một cái cuộc hồ niệm chẳng qua một cái sự thông báo nào chẳng có sự uy thác nào là một điều vô cùng sai lầm vô cùng sai lầm sẽ làm cho người bệnh hoang mang vô cùng và thường thường vì không có chuẩn bị trước cho nên những lời nói cử chỉ việc làm của mình thường thường nó ngược với phương pháp hộ niệm nó đi rất chỗ đại kỵ mà người ta không hay cho nên chư vị là người thành viên ban niệm nếu chưa được các vị trưởng phó ban hộ niệm đề cử hoặc là nhắn nhủ hoặc là gỡ gắm thì không nên tự động xen vào vấn đề khai thị nếu mình thấy một người trưởng hay báo phó ban mà họ làm cái gì sai họ nói những cái gì nó chưa vào trọng tâm thì sau khi hộ niệm trong ra nói thêm để cho họ chuẩn bị trong kỳ sau tại vì chưa chắc người ta nói sai mà vì cái người này đang bị vướng nhiều quá họ nói kỳ này vì gỡ cái vướng này trước cái đã Rồi kỳ sau lo cái khác Chứ chưa chắc là họ đã làm sai Với hơn nữa là chúng ta Khi mà chưa vị à, đi hộ niệm rồi Mới thấy cái kinh nghiệm này Là mình đứng ngoài Thì mình thấy nó nó dễ Mà khi đi vào trong cuộc rồi Mới thấy khó khăn Khó khăn dữ lắm Cho nên không có chuẩn bị trước Không có học tập trước Khi mà bắt đầu nối lên mình mình tưởng là đúng nhưng mà thực ra nếu mà đem cái phim nó quay lại thì thấy hình như là mình có sự sơ suất mà càng sơ suất nhiều quá thì nó đưa đến cái chỗ là khó có thể giải quyết được những ách nạn của người người bệnh cho nên mong chư vị mới nhớ là người thành viên có quyền hướng dẫn người bệnh nhưng mà xin nhớ là người trưởng ban đã thấy mình có cái khả năng thấy mình có cách ăn nói tốt thấy mình được, thường đi hội nhập nhiều có cái khả năng coi như dẫn dắt cho cái người bệnh tốt ta nhờ mình nhờ một lần hai lần sau đó người ta đề nghị mình lập một cái tiểu nhóm mình làm thành một người ổn niệm cho nên luôn luôn chư vị phải nhớ cho rõ đêm này đừng nên sơ suất mà tự động xen vào nhiều khi nó trở ngại lắm một cuộc hội niệm mà người nào cũng đứng lên nói người nào cũng chỉ huy hết thì vô tình nó làm chỗ là coi như lộn xộn lộn xộn làm cho người bệnh hoang mang không tốt câu b mỗi ca hộ niệm chỉ nên có một người khai tị các thành viên khác nên nhiếp tâm niệm phật cầu phật gia bị cho người bệnh đúng hay sai đấy một ca hộ niệm thí dụ như từ cái ca hộ niệm từ ngày hôm nay là dành cho chị đấy ha thì chị này chuẩn bị trước những cái gì cần nói để họ chuẩn bị họ giúp cho người bệnh một người đó là đủ rồi đừng đến một năm phút trước thì chị là nói năm phút sau người kia nói nói luôn tôi đang làm cho cái người bệnh không biết nghe theo ai cả rất là rối tâm nhất là gia đình nếu những người mà không có dành về hộ niệm rồi mà cứ tới khuyên gia đình khuyên riết làm cho gia đình cũng rối mù luôn mình chưa đặt vào trường hợp đó mình không biết cho nên đặt vào trường hợp rồi mới thấy là cái rối của người ta trăm sự vãn sự ở tại đó không phải đơn giản cho nên mong chư vị còn đi hộ niệm cho nhiều để gì? để mình rút kinh nghiệm thân chứng cái đó rồi sau cùng mình có khả năng tại em trước mà nói về thành viên ba hộ niệm là gì là còn phải nghiên cứu hộ niệm còn phải học hỏi cái cách khai tỳ cho nhiều để gì để đến một lúc nào đó mình còn đứng ra đảm trách những ca hộ niệm đó là cái điều đúng cho nên trong một ca hộ niệm chỉ nên có một người hướng dẫn cai thị họ theo dõi ai cai thị thì là đúng còn nên người này nói người kia nói thì nó lộn xộn đi và nhiều khi sơ ý do là không chuẩn bị trước một lần nói sơ ý có thể làm xuống tinh thần người bệnh làm cho tinh thần người bệnh bị khủng hoảng sợ hãi thực sự có đấy mình nói thì đúng pháp thì đúng mà sự thì không đúng Nói chuyện này thì đúng Mà nói ra điều này làm cho người bệnh bị khoảng sợ Thần kinh bị căng thẳng Không có giải quyết được vấn đề gì cả Làm cho rối đi thêm nặng Không tốt Câu C Phải là người quen biết với bệnh nhân Vì hiểu rõ hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Mới được quyền khai tị Đúng hay sai? Sai à. ừ, giỏi không nhận về hiệp quen biết là cái điều tốt mình nên còn hối những người quen biết à cái bà bác này bà thường vướng cái gì thương ai ghét ai sợ cái gì còn dính cái gì mình có thể hỏi họ nhưng mà cái người quen biết này mà biết hộ niệm nữa thì càng hay mà hay hay nhất là gì còn biết khai thị hướng dẫn nữa thì họ mới làm được công chuyện này chứ quen biết mà họ hoàn toàn không biết gì về tu hành không biết gì niệm phật phán thanh mà đưa cho họ khai thị tiền đó bác ơi con là quen với bác đây ngày nào bác còn sống với con bây giờ làm sao bác nữa bỏ con ra đi là kẹt vô cùng là kẹt vô cùng cho nên chư vị mới nhớ là người hiếu cái phương pháp hộ niệm mới được hướng dẫn thành ra trong cái lúc mà hộ niệm đó chúng ta có về luật lệ gia đình chúng ta có đưa ra cái quy định là bắt đầu hồi niệm rồi thì gia đình đi cẩn thận đừng để người quen biết bạn bè thân hữu thường xuyên tới tiếp xúc người bệnh nếu chưa vị chấp nhận cho chúng tôi hồi niệm thì chưa về phải nghiên cứu cho thiệt kỹ và cứng rắn thực hiện cái điểm này là chưa vị phải làm sao có một người cứ là một người có người nào quen tiếp họ ở vòng ngoài và nói rằng là mẹ tôi đang yếu dữ lắm không muốn tiếp xúc với ai và đang muốn nhiếp tầm niêm phật cho nên mẹ tôi không muốn tiếp xúc với ai cả mình phải nói rõ ràng cái chuyện này nếu mà cứ để những người quen thân tới mà tiếp xúc tiếp xúc thì xin thưa với chị rất khó rất khó có thể giải được những cái vướng mắt của người bệnh chỉ có những người nào thực sự đã biết hộ niệm mới tiếp xúc với người bệnh còn những người không biết khổ niệm này nên tiếp xúc bên ngoài rồi mời họ về. Ngay trước cửa phòng nên dán một cái bảng là mẹ tôi là người bệnh đang trong cơn rất là mệt, không muốn tiếp xúc với ai, đang trong thời gian hộ niệm, xin cho vị nhiếp tâm niệm Phật. Miếng phần tâm hỏi rõ rệt. Mà nói rõ rệt như vậy chứ không không có vị nể. Nế. Nếu cho vị vị nể thì đưa đến tình trạng là người gia đình của mình người thân của mình bị nạn gia đình nào chấp nhận cái quy định này chúng ta niệm không, không chấp nhận được thì xin thưa với bác là con đã hết duyên rồi nó thẳng thắn chứ còn không thì nếu mà chưa vị cứ nghĩ là cứ tình cảm tình cảm đồ tự bi tự bi đưa đến tình trạng là sau cùng rồi người thân của họ không có được cái tướng nào tốt người ta tướng à hộ niệm tưởng có gì hay mà thật ra mấy tên này làm cái chuyện gì đâu không mà. Ta nói những lời tiêu cực và làm ảnh hưởng đến cái pháp hộ niệm của Phật. Điều này nhất định không tốt. Cho nên mong chư vị phải nhớ là người quen biết với bệnh nhân, hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình bệnh nhân, không phải để họ khai tị. Nhưng mà những người này nếu được hướng dẫn kỹ, nhắc nhở cho họ kỹ, thì chính người những người này sẽ là những người mà ở sát bên cạnh người bệnh thường xuyên chăm sóc người bệnh nhắc nhớ người bệnh rất là tốt như vậy họ sẽ là những người khai thị tốt tại vì nên nhớ là chúng ta hồ niệm có ca bây giờ được chúng ta về thì người trong gia đình mà được dặn dò nhắc nhở rất thật kỹ rồi thì chính họ lại là những người ở trực tiếp bên cạnh người bệnh thường xuyên đây là cái điều đúng còn mà nói là người nào quen biết Như vậy lại cứ mời vô khai thị Trước khi khai thị mà chưa có dạng dọi trước thiệt sự khai thị của họ Nhiều khi nó làm trở ngại chưa vị nên nhớ là vì họ là người thân tình với nhau Lúc đó họ nói có thể cảm ứng nhiều Cho nên mong chưa vị phải phải nhớ Đâu nó ra đó hết Đừng nên vị nể quá đáng Mà đưa tới cái tình trạng là Mình muốn cứu người bệnh Mình muốn cứu người thân của họ Mà cứu không được rồi sau cùng họ lấy đô thừa là ban hộ niệm chúng ta thì yếu pháp hộ niệm là sai người đã nói những câu như vậy ảnh hưởng đến đại chúng làm cho đại chúng mất niềm tin vào ban hộ niệm thành ra không tốt mong chư vị cố gắng phát tâm dũng mãnh để chúng ta mỗi ngày mỗi vững vững vàng vững vàng phải vững vàng mới cứu người được nam mô a di đà phật âm như lái vang vọng khắp đất trời thấm sâu vào lòng đời cho mưa hiền gió nhẹ nắng